Hello, xin chào mọi người, mình là Jenny đến từ Câu Số 8. Từ khóa Metaverse là một trong những từ khóa mọi người nhắc đến rất nhiều trong thời gian gần đây. Thì trong video này, Jenny sẽ giải thích cho mọi người định nghĩa Metaverse là gì và có nên đầu tư vào những dự án Metaverse hay không. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé. Đầu video thì cho những bạn nào chưa biết, bên mình có một cộng đồng Telegram tên là 68 Gaming. Thì đây là một cộng đồng tụi mình sẽ review, giải thích chi tiết về những game play to earn, những game NFT đang hot tại thời điểm hiện tại. Có một điều đặc biệt nữa là bên mình sẽ tổ chức ra những cái khóa scholarship cho game Axie Infinity. Tức là các bạn không cần bỏ vốn thì các bạn vẫn có thể được chơi game và các bạn kiếm được thu nhập và lợi nhuận từ nó. Chi tiết như thế nào và link join ở đâu thì mình sẽ để ở bên phần description bên dưới. Các bạn có thể bấm vào link để cho cộng đồng Telegram của tụi mình nha. Quay trở lại với Metaverse, thì Metaverse là một khái niệm đã có từ rất là lâu rồi và có từ trước, chứ không phải là khi có crypto thì mới có khái niệm này. Và gần đây thì từ khóa này mới được nổi lên khi có Mark Zuckerberg là nhà sáng lập và giám đốc điều hành của Facebook, cũng như là Changpeng Zhao là CZ, nhà sáng lập và giám đốc điều hành của sàn giao dịch nổi tiếng Binance, nhắc đến từ khóa Metaverse này ở trên mạng xã hội cá nhân của mình là Facebook và Twitter. Vậy thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu Metaverse là gì. Metaverse được kết hợp bởi hai từ, từ thứ nhất là Meta và từ thứ hai là Verse. Meta có nghĩa là siêu việt, còn Verse có nghĩa là viết tắt của Universe là vũ trụ. Vậy thì các bạn có thể hiểu Metaverse chính là một vũ trụ kỹ thuật số. Để diễn giải một cách đơn giản và ngắn gọn thì Metaverse chính là một thế giới ảo nơi người chơi có thể cùng nhau tương tác và tham gia các hoạt động kinh tế xã hội trong một không gian chung. Các bạn có thể dễ hình dung hơn qua hai bộ phim đó là Ready Player One và The Matrix để hiểu hơn về khái niệm Metaverse này. Còn khi Metaverse được nhắc đến trong thế giới crypto, trong thị trường tiền mã hóa, thì nhờ có ứng dụng của NFT và blockchain, Metaverse được kích hoạt thêm những use case mới. Ví dụ như là tiền mã hóa có thể trở thành một đơn vị tiền tệ duy nhất được sử dụng trong Metaverse, còn tất cả các vật phẩm ảo và vô hình khác sẽ được đại diện bởi NFT. Cuối tháng 8 vừa rồi thì trên trang Twitter của Kairos Ventures, tụi mình cũng đã đăng tải một cái infographic. Qua hình này thì các bạn có thể thấy là những dự án Metaverse nổi bật nhất trong vòng 30 ngày qua. Còn trong video ngày hôm nay thì Jenny sẽ chọn ra top 15 dự án Metaverse nổi bật nhất để giới thiệu và review chi tiết thông tin cho các bạn. Để cùng qua đó chúng ta hãy tìm hiểu xem là những dự án Metaverse có đáng để mình đầu tư không nhé. Khi mà nhắc đến Metaverse thì không thể nào không nhắc đến một dự án rất nổi bật, đó là Decentraland. Decentraland là một không gian trực tuyến kết hợp thực tế ảo với công nghệ blockchain. Hình ảnh Decentraland được lấy cảm hứng từ hai game đó là Second Life và Minecraft. Decentraland đã được phát triển từ những năm 2015 và có thể coi đây là dự án Metaverse đầu tiên trong công nghệ blockchain. Trong Decentraland, người chơi có thể tạo ra một thế giới riêng theo trí tưởng tượng của mình. Mình có thể tự do mua bán, trao đổi các tài sản như là đất đai, quần áo, các tác phẩm nghệ thuật. Và bạn có thể vào casino, bạn có thể tham dự hội thảo, xem nhạc nước, đi shopping, tham quan khu nghỉ mát, lái một chiếc xe mơ ước của mình, bắt đầu công việc kinh doanh và rất rất nhiều những hoạt động khác nữa, như là ngoài thực tế luôn. Và một điều quan trọng thì người chơi hoàn toàn có thể kiếm được lợi nhuận khi mà mình chơi Decentraland. Và Decentraland là một dự án nổi bật được đầu tư bởi những quỹ và những partner lớn như là Amonica Brands, DCG, FBG, Hashed. Token của Decentraland là Mana và hiện tại thì bạn có thể giao dịch Mana ở trên sàn giao dịch Binance hay là Coinbase. Dự án thứ hai đó là The Sandbox. The Sandbox là dự án IEO thứ 3 trên Binance Launchpad trong năm 2020. The Sandbox tạo ra một thế giới ảo nơi người dùng có thể xây dựng và tiền tệ hóa trải nghiệm chơi game của mình trên mạng lưới Ethereum. Người chơi có thể tạo tài sản kỹ thuật số dưới dạng NFT, sở hữu bất động sản và nhiều tài sản khác. The Sandbox nhận được sự ủng hộ từ studio game đầu ngành như là Amonica Brands và được đầu tư bởi các quỹ lớn khác như là True Global Ventures và B Cryptos. Sandbox có token tên là Sand và hiện tại đã được niêm yết trên các sàn giao dịch lớn như Binance, Huobi, KuCoin và Upbit. Dự án thứ ba đó là Engine. Engine là một trong những dự án đi đầu trong lĩnh vực NFT và blockchain game và đã thực hiện ICO từ những năm 2017. Engine đang tạo ra một hệ sinh thái giúp đơn giản và tối ưu hóa việc áp dụng NFT vào các sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm game. Hay nói một cách đơn giản hơn thì Engine có thể giúp token hóa các vật phẩm trong game trở thành NFT. Một điểm rất là thú vị nữa đó là Engine cũng là dự án đã tạo ra chuẩn token ERC-1155 ở trên Ethereum. Hiện tại thì Engine đang hỗ trợ hơn 55 ứng dụng game khác nhau, giúp tạo ra hơn 2 tỷ NFT với tổng giá trị lên đến 1,1 tỷ đô.
Engine được tin tưởng và hợp tác với rất là nhiều thương hiệu lớn trong và ngoài ngành blockchain, ví dụ như là Samsung, Microsoft, Atari và Unity. Token của dự án Engine có tên là ENJ và hiện tại thì ENJ được giao dịch ở rất là nhiều sàn khác nhau, trong đó có sàn giao dịch Binance. Dự án thứ tư đó là Avogadro. Avogadro là nền tảng sáng tạo NFT kết hợp với cơ chế lending trên AV. Tháng 6 năm 2021, Avogadro đã giới thiệu light paper mới có tên là Gochiverse, hệ sinh thái Metaverse riêng tương tự như là Decentraland mình đã nói ở trên. Do hệ sinh thái của Avogadro khá là đa dạng cho nên hôm nay thì mình sẽ chỉ nói qua về khía cạnh Metaverse của dự án. Trong Gochiverse thì người dùng sẽ sở hữu các Realm Land bằng cách đấu giá hoặc sổ số với drop ticket. Sau đó dùng các Avogadro của mình hoặc của người khác farm Gorgeous Alchemica. Đây là một loại token ERC-20 in-game. Gorgeous Alchemica có thể trade, giao dịch ở trên Gex hoặc xây công trình trên Realm để nâng cao khả năng farm và tương tác với người chơi. Ngoài ra thì Gochiverse hứa hẹn sẽ mang lại các tính năng như là Daily Task, D-Map thu thập Alchemica, Battle, sự kiện airdrop, v.v. Gương mặt đứng sau thành công của Avogadro không ai khác chính là AV, nền tảng borrowing và lending hàng đầu hiện nay. Avogadro đang sử dụng hệ thống hai token với native token là GHST và Gochiverse token có tên gọi là Gorgeous Alchemica. Nhắc đến Metaverse thì cái tên nổi bật không kém đó chính là Axie Infinity. Thì mình đã có một chuỗi video về Axie Infinity hướng dẫn rất chi tiết từ A đến Z. Các bạn có thể lên YouTube của Cao68 TV để xem về chuỗi video này nha. Thì Axie Infinity là một hệ sinh thái NFT gaming với cơ chế play to earn cực kỳ hấp dẫn và thu hút người chơi, nơi mà mọi người có thể mua bán NFT Axie ở trên chợ, marketplace và đem đi chiến đấu ở trong game. Có hai mode chơi đó là PvP và PvE. Hai mode chơi này giúp chúng ta sẽ farm SLB hoặc là lai tạo ra Axie mới. Ngoài ra thì game Axie còn sẽ cho phép người chơi mua bán và nâng cấp đất đai in-game nhằm tự do khai thác nguồn tài nguyên ở trên game Axie. Một điểm hay của game Axie Infinity chính là cơ chế play to earn rất là hấp dẫn và tương đối ổn định, không bị lạm phát quá cao khi lượng người chơi tăng đột biến như những game play to earn khác hiện nay. Ngoài ra thì game cũng rất là thành công trong việc xây dựng giá trị NFT in-game và có một cộng đồng người chơi cũng khá là khủng. Game này được đỡ đầu bởi Sky Marvis, đây là một blockchain game studio hàng đầu tại Việt Nam. Game sở hữu hai token bao gồm token quản trị là AXS và token in-game là SLB. Hiện tại mọi người có thể giao dịch hai token này ở trên sàn giao dịch đó là Binance. Game thứ 6 đó là My Neighbor Alice. My Neighbor Alice là dự án Binance Launch Pool lần thứ 18. Đây là một game được xây dựng cho nhiều người chơi. Mọi người có thể mua bán, sở hữu vật phẩm gồm có nhà cửa, động vật, đồ trang trí khác cho nhân vật đại diện của mình ở trong game. Một trong những giá trị quan trọng của game đó là tạo ra một thế giới tươi đẹp để thay thế, nơi mọi người có thể chơi, tìm bạn và làm việc cùng nhau. My Neighbor Alice được đầu tư và ươm mầm bởi các quỹ và đối tác lớn như là Kairos Ventures, The Sandbox, MakerDAO, NGC, ChromaWay, v.v. Token của dự án này có tên là Alice. Hiện tại mọi người có thể hoàn toàn giao dịch và mua bán Alice tại sàn giao dịch Binance. Game số 7 đó là Star Atlas. Thì bạn nào chưa từng xem qua website hay là nghe về Star Atlas thì chúng ta có thể lên website, lên Twitter để xem video của họ nha. Đồ họa và design của game này thì mình chỉ dùng một từ thôi, đó là đỉnh cao. Thì Star Atlas là một nền tảng game thực tế ảo khám phá về thế giới vũ trụ dựa trên cốt truyện được xây dựng vào năm 2620. Trong tương lai xa này thì sẽ có 3 phe phái chính đã xuất hiện. Phe phái thứ nhất đó là lãnh thổ MOD do loài người cai quản. Thứ hai đó là khu vực Oni là tổ hợp của chủng loài người hành tinh. Và thứ ba đó là khu vực Osto được điều khiển bởi những người máy có tri giác. Và các phe phái này đang trong một cuộc tranh giành tài nguyên, chinh phục lãnh thổ và thống trị về mặt chính trị. Bạn là người tham gia cuộc chơi bắt đầu với một phe phái của chính mình và với khát khao đó là chinh phục thế giới. Star Atlas nổi tiếng là blockchain game hàng đầu trong hệ sinh thái Solana, được chính CEO FTX là SBF không ngớt lời khen ngợi. Ngoài ra thì Star Atlas cũng chính là dự án được IEO trên sàn giao dịch FTX này. Hai loại tiền trong game là token Atlas và token Polis. Hai loại token này thì vừa mới mở bán trên các nền tảng thuộc Solana và chưa được giao dịch. Thứ 8 đó là Decentral Games. Decentral Games là một dự án Metaverse Casino. Hiện tại hệ sinh thái của Decentral Games bao gồm Blackjack, Roulette, Slot và Poker. Decentral Games đã kêu gọi vốn thành công được 5 triệu đô từ những quỹ như là Collab Currency, Metaverse Ventures, Genesis Block, BitScale, v.v. Token ERC-20 của dự án này có tên là DG. Bạn hiện tại có thể kiếm DG bằng những cách sau. Thứ nhất đó là phần thưởng chơi game với cơ chế Play to Mine và khai thác DG bằng cách chơi game, ví dụ như là sử dụng mana hoặc là dai để chơi. Thứ hai, bạn có thể cung cấp thanh khoản để kiếm DG. Thứ ba, bạn có thể staking DG. Và thứ tư, bạn có thể giới thiệu một người bạn khác chơi game để kiếm hoa hồng.
Dự án thứ 9 đó là Alien Wars. Alien Wars là dự án Binance Launchpool lần thứ 19. Đây là một game NFT DeFi Metaverse mô phỏng một thế giới liên hành tinh. Người chơi cạnh tranh để giành lấy nguồn tài nguyên khan hiếm đó là Trillium. Người chơi trong thế giới Alien Wars có thể kiếm được Trillium, TLM là token của Alien Wars thông qua các cách như sau. Ví dụ như bạn có thể tham gia mining, mua và sở hữu đất đai trong game để hưởng hoa hồng, staking TLM để tăng phần thưởng nhận được và chiến đấu chống lại những người chơi khác. Alien Wars được đầu tư và có quan hệ với các đối tác với những tên tuổi lớn như là Binance, Harmonica Brands, CoinMarketCap, Momentum 6, v.v. Dự án số 10 là Realm. Realm là dự án mã nguồn mở, trao quyền cho cộng đồng tạo ra thế giới nghệ thuật ảo của riêng mình. Với Realm thì người dùng có thể tạo hệ sinh thái ảo một cách rất là độc đáo, như là sở hữu vật nuôi NFT, du hành giữa các thế giới thông qua công nghệ thực tế ảo tăng cường AR, sưu tầm NFT để tổ chức các buổi triển lãm độc quyền. Ngoài ra thì Realm còn có tính năng livestream để kết nối với bạn bè và người hâm mộ nữa. Realm được nhiều quỹ đầu tư trong ngành hỗ trợ như là Moonrock Capital, NTC, LD hay là GBV. Tổng cộng vòng gọi vốn seed round của dự án đã thu về hơn 225 triệu USD. Token của Realm là Realm, hiện tại vẫn chưa được niêm yết trên các sàn giao dịch. Dự án số 11 là Acorna Space. Acorna Space là hệ sinh thái Metaverse ra đời với mục tiêu định hình một thế giới ảo dựa trên mô phỏng một thế giới ngoài đời thực. Người dùng sẽ được trải nghiệm công nghệ AR hay còn gọi là tương tác thực tế ảo thông qua những việc sau đây. Việc thứ nhất, bạn có thể sáng tạo và giao dịch NFT của riêng mình, hay là bạn có thể sở hữu đất đai kỹ thuật số và bán quyền khai thác tiện ích ở trên đó. Thứ ba nữa là bạn có thể tự tạo ra những dịch vụ giải trí, âm nhạc, game hay là những sự kiện ảo, những event ảo ở trong Acorna. Và nét độc đáo của Acorna chính là việc xóa bỏ đi ranh giới giữa thực tế ảo và ngoài đời thực nhờ sử dụng công nghệ AR vào game. Qua đó thì cho phép người dùng tương tác và tìm kiếm lợi nhuận nhờ vào việc khai thác những tài sản kỹ thuật số. Và token của dự án này có tên là Acorna. Hiện tại mọi người có thể giao dịch Acorna tại sàn Uniswap. Dự án tiếp theo đó là Wider World. Wider World là một Decentralized Artist DAO. Đây là nơi dành cho các nghệ sĩ giao lưu và đồng thời là một marketplace để mọi người có thể giao dịch và mua bán các NFT. Khác với một số những marketplace NFT thông thường khác thì Wider World sở hữu một số điểm nổi bật có thể kể đến, như là NFT ở Wider World sẽ được bằng công nghệ AR và VR. Wider World Metaverse NFT Marketplace, đây là tên gọi của một nơi mà mọi người có thể giao dịch và đấu giá các NFT 3D ở đó. Và ngoài ra thì Wider World còn tạo ra một cái gọi là Artist Guild. Artist Guild là nền tảng mạng xã hội kết hợp những nghệ sĩ 3D lại với nhau. Wider World có mối quan hệ hợp tác với những tên tuổi nổi tiếng trong ngành, ví dụ như là Immutable X, Harmonica Brands hay là Spartan Group và những cái tên nổi tiếng, đúng không nào? Và token của dự án này có tên là Wide. Hiện tại thì mọi người có thể giao dịch Wide trên Gate.io hoặc là Uniswap. Ngoài token Wide thì dự án còn có token tên là Loot, được sử dụng như tiền tệ ở trong Wider World, và stake Loot thì chúng ta sẽ được nhận NFT. Dự án số 13 là Sonium Space. Đây là một nền tảng xây dựng thế giới VR được thành lập từ năm 2017. Đây là dự án hỗ trợ quyền sở hữu và giao dịch bất động sản VR tự chủ, khiến cho Sonium Space trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với những cái tên lớn như là Decentraland hay là Second Life. Sonium Space cũng được có cơ hội hợp tác với những ông lớn trong lĩnh vực blockchain, thực tế ảo và sản xuất những phần cứng để tạo ra một hệ sinh thái end-to-end, có thể kể đến những cái tên như là Sony, Polygon, OpenSea, Oasis, v.v. Token của Sonium Space có tên là Cube. Cube là một loại tiền tệ trong game giúp các giao dịch giữa những người chơi với nhau. Do đó thì bạn có thể xem Cube giống như là phiên bản ảo của việc mua sàn trò chơi ở các khu vui chơi điện tử trong những trung tâm thương mại. Cube cũng cho phép người chơi mua hình ảnh đại diện avatar của người khác dưới dạng NFT. Dự án số 14 là Alluvium. Alluvium là một blockchain game với thể loại battle gần tương tự như là Axie Infinity. Thì người chơi sẽ xây dựng một đội hình bằng cách săn bắt các Alluvial, đó chính là những cái sinh vật trên hành tinh, để tham gia trận chiến với đối thủ và nhận về phần thưởng là ELV token. Alluvium vẫn đang trong quá trình phát triển và dự án dự định sẽ ra mắt game trong quý 3 năm 2021. Điểm đặc biệt của Alluvium đó là sử dụng Immutable X. Đây là một giải pháp Layer 2 trên Ethereum, giúp cho việc giao dịch NFT của game có phí gas gần như bằng không. Alluvium được đầu tư và ươm mầm bởi những quỹ lớn có nhiều danh tiếng như là IOSG, Delphi Digital, Blockxing, Moonwells, v.v. Token của Alluvium có tên gọi là ELV và hiện tại thì các bạn hoàn toàn có thể giao dịch và mua bán ELV trên SushiSwap, Gate.io hay là MEXC. Dự án số 15 là một dự án khá là đặc biệt với tên gọi là Starlink. Tại sao dự án này là đặc biệt thì hãy cùng mình tìm hiểu ngay sau đây nha.
Starlink là một dự án Metaverse với thế giới ảo là Starlink Station. Các bạn có thể mua bán bất động sản ảo, các bạn có thể mua vệ tinh để sử dụng hoặc là cho thuê cho người khác thuê. Các bạn có thể tạo ra, mua bán NFT của riêng mình. Các bạn có thể tùy chỉnh avatar, tương tác với những người chơi khác trong game, vân vân. Và có một điều thú vị và đặc biệt đó chính là tên của dự án này trùng với dự án tên là Starlink của Elon Musk. Và từ một dòng tweet của Elon Musk đã khiến dự án được chú ý đông đảo từ cộng đồng. Cũng như là có một số nhóm, có một số cộng đồng tạo ra những rumor, những lời đồn hợp tác với Baby Starlink, khiến cho game của cộng đồng này phát triển một cách rất nhanh chóng. Star là token ERC20 và là token chính được sử dụng trong hệ sinh thái của Starlink. Điểm đặc biệt là không có pre-sale và đội ngũ cũng không sở hữu token, 100% token là cho cộng đồng. Ok, vậy thì vừa rồi mình đã cùng các bạn tìm hiểu Metaverse là gì và những dự án Metaverse nổi bật. Còn các bạn thì sao? Các bạn đã đầu tư vào những dự án Metaverse nào hoặc có ý định đầu tư vào những dự án Metaverse nào? Đâu là dự án Metaverse yêu thích của các bạn? Hãy comment bên dưới, Jenny sẽ đọc từng comment một của tất cả các bạn nha. Và đừng quên thì hãy cho Jenny, cho video này một like và một subscribe cho Co68TV. Đừng quên là hãy nhấn cái chuông bên cạnh để Jenny sẽ gặp lại các bạn ở trong những video sau của Co68. Hãy đón xem nhé. Ok, thank you and bye. We'll be right back.